bị bệnh rồi cho nên không đi bán cái số gì vậy. Thì nói cái câu bệnh đó chắc cả nhà cũng hiểu, với thanh đây mà không hiểu rồi đó. Tới là nằm không. Dạ Thanh Liêm chào cả nhà nha. Thì hôm nay Thanh Liêm qua bên chị đẹp á, thì cũng nhằm thông báo với cả nhà luôn là tới 15 tây mình mới dọn qua bến quý vị. Thì bây giờ ở đây bây giờ còn có mấy ngày nữa là chị chủ không có bán đâu, cũng tính đúng tháng à. Cho nên thôi thì mình cứ ở đây với đúng 15 tây là tròn một tháng thì về bên kia luôn. Và tối thì tính qua đi uống trà sữa để mà live stream phục vụ quý ông bà cô chú với anh chị em. Nhưng mà qua cũng vậy nè, kêu không nhúc nhích không chưa đi thì thôi, thấy vậy Thanh Liêm đi về. Sáng giờ Thanh Liêm cũng mới qua để chia sẻ để cảm nhận cái cuộc sống hàng ngày của chị đẹp. Này có đi bán số không vậy? Em bệnh rồi, nhà mốt mới đi bán được. Rồi hiểu rồi đó, biết rồi. Đẹp bị bệnh rồi cho nên không đi bán với số gì ơi. Thì nói cái câu bệnh đó chắc cả nhà cũng hiểu, với Thanh Lê mà không hiểu rồi đó. Dạ. Ai đù rẻ không cha. Nhỏ nhỏ chút giùm ơi chị đẹp. Xe buồn hơn mây côi. Làm gì vậy? Cũng y tứ lắm nghe. Ôi dồi, ngạn lớn số quắc rồi. Mỏ bự quá. Này là chọn nhất trong bài. Ngủ ghê. Chưa mở mắt. Được. Không dữ, ai làm gì đâu. Nè. Ý đi vào chỗ cá giữ trời ơi. Giờ bây giờ phải dẹp bớt, giờ bên bển thì nó sạch sẽ hơn nhiều lắm, gọn gàng hơn bên đây nữa. Tại vì cái phòng đó thì ngày qua thì Thanh Liêm cũng có chia sẻ cho cả nhà mình thấy đó, chủ nhà ta cũng mới bê bết là sạch lắm, nữa hơn sao cũng có chỗ phơi đồ luôn. Thì mình kéo cái cọng dây ngang để làm cái sào phơi đồ là rất ok luôn đó, quý vị. Dạ thì Thanh Liêm cũng muốn chia sẻ những hình ảnh và cập nhật về cái cuộc sống của chị đẹp nè. Thì bữa nay thì Ngọc đẹp bệnh rồi, bởi cho nên tối không chịu đi uống trà sữa, giờ hiểu rồi đó. Cổng con mày đi em ơi. Ôm lưng, ôm lưng. Nhưng dít là té nha. Té mày bỏ bú mày luôn. Mày không bà ngoại mày đi. Trời ơi, giữ kìa. Bà ngoại mày luôn đi. Giữ hả mày? Giữ hả?
bà ngoại mày đi. Tội nhất là chú cúng đây nè, bị ồ chừng nó có tật cái gì ơi. Nó bị tật rồi. Tội quá. Dính cái bàn chân nó lại á. Đó, bày cháu ngoại bà đó. Còn em á nè. Đó. Cả nhà đồng cảm ơn quý vị. Ngọc đẹp bệnh rồi. Cho nên là hôm qua nay Thanh Liêm không biết chứ vô sao mà nói kỳ cục vậy. Quay quanh trời. Vừa đó là đủ hiểu rồi cả nhà. Gom nó lại cục coi. Cái này mấy chú chó vẫn chưa mở mắt nữa. Cái này cũng hơn từng ha quý vị. Ôi, đừng có bỏ cái chân vô đó, mẹ mày kéo. Bà ngoại mày kéo ngang cái là rớt cái chân mày mất tiêu luôn. Cần bày cho con. Cũng mong cả nhà thông cảm cho mấy ngày qua. Đó. Giờ bà cũng bệnh rồi. Thì để đến đúng bữa 15 tây đây thì mình mới sắp xếp mọi cái cho nó gọn gàng là hết. Thì về qua bên kia cũng mới gần đây. Tiện ra chợ. Quanh kia ở có cửa gào luôn. Ok không đẹp? Đẹp. Có cửa gào luôn hả? Ừ. Có mấy con này cho nó đi chơi chơi. Có cửa gào luôn. Không ai mà vô được hết trơn. Phòng của bà ở sao có chỗ, có một cái sân nhỏ để bà phơi đồ rồi được luôn. Ghét luôn. Coi gì tan tóc vậy trời. Nằm hôn. Thì 15 tây này chắc cũng phải nhờ anh Nam xuống giúp Thanh Liêm dọn một số đồ qua bển tiếp. Liếm một đèn liếm con kìa. Bú đã. Cái chú chó kia là bị tật bẩm sinh. Dầm bú kìa. Ông này anh đang tắm cho con á quý vị. Tắm này nè. Liếm kìa. Cái gì cũng liếm, cái gì cũng ăn hết trơn mày.
tự đi kiếm cơm em đi phan. Nhóc giọng chờ người đi đâu nữa kiếm. Nằm xuống cho con bú đi. Đi đi, trời ơi là trời, kêu nó làm chi không, để nó ngồi dậy rồi con đang bú kìa. Ông Lan, mày bây giờ mày có đói, mày cũng không đừng có sợ đói nữa, mày qua mày kêu má mày cho mày bú. Má mày dư quá dư rồi. Uống nu uống nằng à. Cậu lên, cậu lên, cậu lên. Đây, chờ bú nè, bên đây. Ghét ghê. Con nhỏ nó nhìn thấy đã không cái gì. Rồi, mà anh bên này muốn, này mà anh muốn mở mắt được cái gì vậy. Mua nước gì? Mua nước uống á. Nước uống, nước gì? À, sữa quế bán rồi à. Ở đâu bán? Ở quán này nè. Để đưa tiền này đi mua đây. Đợi chút đi, đợi chút. Liếm. Liếm liếm liếm. Rồi chiều nay đi uống trà sữa được không? Hả? Không có được, ngày mốt mới đi ra ngoài được. Bị gì trời? Bị đau bụng hả? Bị gì hả? Bị tử ha, biết đi không được ha, ngày mốt mới đi ra ngoài được ha. Tiếp xúc với bà đẹp biết thế nào thanh liêm cũng bị đầu thai. Cả nhà xem video thấy thích xin để lại cho thanh liêm một đăng ký cùng một chia sẻ nha quý vị, để làm động lực và thanh liêm sẽ thường xuyên cập nhật về cuộc sống của chị đẹp và năm chú cúng thì cho cả nhà cùng xem. Rồi hôm nay nó tắm cho con nữa nè. Mày uống gì nè, còn mấy chục nè. Nè. Mua sữa quế, sữa gì đó uống đi. Dư chưa? Bạn cơm gì có gì ăn không, mua cơm không? Cơm với vậy? Có gì đâu bạn. Đi mua cơm của nạn đi, đi mua đi chút qua cho đưa tiền lại. Đi qua mua cơm đi chút cho đưa tiền lại nè. Đụng tới mày là mày lai rồi đó. Mày chữ đó hả? Mày chữ đó hả? Mày chữ rồi, mày chữ rồi, mày chữ rồi. Chữ kia ông làm vô bắt tôi đau dữ hả? Còn lại em chữ mình á. Mày chữ tao đây. Rồi này quý vị, mặc nè. Chào ông bà đi. Chào ông bà cô chú đi. Ôi ôi, mặc cái nè. Đây nè, anh này là anh có sống lưng nè. Đó. Ừ, mày chữ ra đi, chữ đi. Ừ. Chữ đi. Ừ. Ừ. Ông bà ơi.
cục cưng nè, cục cưng của bà đẹp nè ông bà ơi. Rồi đi mua cơm đi. Rồi Thanh Liêm xin phép được tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Hồi tối thì Thanh Liêm lỗi hẹn thất hứa, nhưng mà không phải do mình, do chị đẹp. Chị đẹp đi không được thì chắc có thể tối nay Thanh Liêm sẽ qua đây ngồi live tại đây. Mong cả nhà đón xem và theo dõi nha quý vị. Xin chào, hẹn gặp lại. Một đường chó này chụp tấm hình đi nè. Nó là con cúng bự nhất đây mà. Con này nó háo bú nhất nè, bởi vì nó tròn vo à.